đây nè bà. Ông đang làm gì với chồng vậy? À, tôi biết rồi. Ông đang lên trên mạng chat với con nào phải không? Tôi đã nói với ông rồi, ông già rồi, chứ đâu còn có trẻ trung gì nữa đâu mà bà đặt chat với chiếc nữa hả? Đâu có đâu. Trời ơi, tôi đang đọc tin tức nè bà. Ừ à, vậy thì được. Ủa, mà sao giờ này ông chưa chịu thay đồ đeo đám cưới đi? Thôi, tôi cũng đây đâu. Ông đi, rồi sao tôi đi? Thì bà đi mình đi. Ông này nói lạ nghe. Đám cưới con mình, người ta tới. Bây giờ đám cưới con người ta, không lẽ mình không đi, anh này kỳ quá à. Đám cưới gì đâu mà đồ ăn là dầu mỡ không à bà. À. Ăn vô bạn thấy không, tôi phát triển chiều ngang là bạn thấy sao? À, tôi biết rồi. Ông sợ mập phải không? Chẳng những mập mà còn cao đường, cao máu, cao mỡ nữa đó bà. Tôi muốn sống dài để lo cho bà thôi. Tưởng chuyện gì chứ, chuyện đó ông đừng có lo. Tôi đã lo cho ông rồi đi nè. Ông thấy gì không? Ta ta ta. Đó gì vậy? Đây là Be Believe Slim Nature Green Tea, tức là tinh chất của trà xanh. Ông đó hả, mà có ăn uống bao nhiêu dầu mỡ đi chăng nữa, uống vào một viên này thôi là giải phóng tất cả các lượng mỡ ngay lập tức, ông biết không? Vậy à. Còn làm giảm cholesterol. Có ly quá. Còn có tác dụng chống lão hóa nữa đó nha. Cái vụ này là tôi khoái, tôi trẻ già tôi khoái à. Ông này đó hả, có chứa hầu hết tất cả các loại vitamin như là vitamin A, B1, B2 vân vân. Rồi còn nữa nè, vitamin C trong này đó hả, cao gấp mấy lần so với cam hay là chanh nữa đó. Bởi vậy dùng để phòng cảm cúm rất là tốt đó nha ông. Nãy giờ bà nói nhiều quá, các bạn đưa đây tôi uống cho rồi. Bây giờ ông đã thay đồ đi, ăn cứ đi đi. Chuyện nhỏ. Trời ơi, các ông này giận mặt tôi không à. Ông biết không, tất cả những sản phẩm của công ty Bibili tôi rất là tin tưởng, là tại vì được sản xuất tại Hoa Kỳ. Rồi, lỡ tôi uống hết rồi, tôi muốn mua nữa rồi, tôi mua ở đâu? Dễ thôi, ông gọi ngay cho công ty Bibili 1-888-502-0888. Trước khi đi, ông phải mở ra tôi coi, nãy giờ ông chắc cái con nào. Đâu có gì đâu, trời ơi. Tôi bảo ông mở ra cho tôi coi. Đâu có gì đâu mà mở. Mở thì mở nè. Tôi mới tin à. Làm sao giảm cân để yêu vợ nhiều? Các ông này, yêu vợ mà còn mày đặt dấu dấu nhím nhím nữa. Tôi mắc cỡ mà. Nhưng mà không sao, có thuốc giảm cân trong rồi nè. Công ty Bibliu điện thoại số 1-888-502-0888 hoặc gọi cho Mỹ Lan 714-330-1437.